Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 1 tháng 11 của kênh VTC14. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần nên tại các tỉnh khu vực miền Bắc sẽ đơn thuần chịu tác động của đới gió đông bắc yếu ở tầng thấp. Do đó mà trời chỉ còn duy trì nhiều mây vào đêm và sáng. Riêng một số nơi thuộc vùng núi cao hay là những nơi nhiều sông suối thì còn có thể sẽ xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Sang đến ban ngày thì mây mỏng dần và trời sẽ hửng nắng, nâng mức nhiệt ban trưa lên mức từ 28 cho đến 31 độ. Thời tiết nói chung khá ủng hộ cho giao thông đi lại cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân. Còn với các tỉnh khu vực miền Trung thì nhìn chung thời tiết ở khu vực này trong ngày hôm nay cũng chưa có nhiều biến đổi. Vào đêm và sáng thì mưa có thể xuất hiện lác đác tại một số nơi với lượng không quá nhiều, chỉ phổ biến ở mức là dưới 10mm. Còn ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất đạt mức từ 28 cho đến 32 độ. Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã dần bước sang giai đoạn mùa khô. Tổng lượng mưa trung bình trong tháng 11 những năm vừa qua tại khu vực Tây Nguyên chỉ từ 50 cho đến 100mm, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 100 đến 150mm, thấp hơn nhiều so với các tháng mùa mưa trước đó. Và không nằm ngoài quy luật đó thì trong ngày hôm nay, ở trên toàn khu vực sẽ phổ biến là ít mưa và có nắng vào ban ngày, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 28 đến 31 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ cho khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội ngày hôm nay thì trời vẫn còn khá nhiều mây vào sáng sớm, với nhiệt độ lúc 7 giờ sáng dao động từ 22 cho đến 24 độ. Sang đến ban ngày thì mây sẽ mỏng dần, tạo điều kiện cho cường độ nắng chiếu trong ngày sẽ tăng lên, nên nhiệt độ ban trưa sẽ duy trì ở mức 28 đến 29 độ, độ ẩm trung bình khoảng 80%. Thời tiết nói chung khá khô ráo, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình cũng như là tu sửa các hệ thống đường xá, cầu cống. Chỉ lưu ý là vào ban sáng thì trời còn se lạnh, nên nếu như quý vị có lưu thông ngoài đường hay là tập thể dục thì cần nhớ mang theo chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm cho cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh. So với khu vực thủ đô Hà Nội thì tại thành phố Hòa Phượng Đỏ Hải Phòng cũng không có quá nhiều khác biệt. Chỉ vào sáng sớm do có vị trí nằm gần biển nên Hải Phòng sẽ có sương mù nhiều hơn và nhiệt độ lúc sáng sớm thì sẽ thấp hơn một chút, dao động trong khoảng 21 đến 23 độ. Tuy nhiên đến khoảng 9-10 giờ sáng thì trời cũng sẽ chuyển nắng, nâng mức nhiệt ban trưa lên ngưỡng 27-28 độ. Thời tiết ngày đầu tháng nói chung khá thuận lợi cho việc lưu thông tàu thuyền cũng như là việc bốc dỡ hàng hóa ở cảng biển. Còn đến với thành phố biển Đà Nẵng thì sáng sớm nay có thể xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ trong thời gian ngắn. Vào ban ngày thì trời sẽ tiếp tục chuyển nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể đạt ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Sau đó đến buổi chiều tối khi mà nắng tắt thì những cơn gió nhẹ sẽ giúp cho nền nhiệt tại thành phố hạ xuống ngưỡng 23 đến 25 độ. Thời tiết khá ủng hộ cho những chuyến du lịch đến với Đà Nẵng. Đặc biệt là vào ban đêm thì cảnh quan nơi đây khá lộng lẫy, mang vẻ đẹp của hòa bình, thịnh vượng và sự trù phú. Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn trong cảnh quan kiến trúc Đà Nẵng là con sông Hàn với nét đẹp thơ mộng vốn có. Khi màn đêm buông xuống, sông Hàn khoác lên mình tấm máu rực rỡ của hàng vạn ánh đèn điện từ các cao ốc. Con sông giờ đây như một dải lụa đầy màu sắc, uốn lượn trong lòng thành phố. Nét hào nhoáng như được tô điểm thêm bởi những cây cầu kỷ lục bắt ngang sông. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay thì do đã dần bước sang mùa khô nên thời tiết nơi đây cũng tương đối ổn định. Trời phổ biến nắng ráo vào ban ngày với mức nhiệt cao nhất có thể đạt ngưỡng 32 đến 33 độ. Tuy trời ít mưa nhưng mà người dân nơi đây vẫn cần hết sức đề phòng với hiện tượng chiều cường do đỉnh chiều lên dần vào đầu tháng 10 âm lịch. Theo nhận định của các chuyên gia thì trong ngày hôm nay trên một số trạm thuộc hạ lưu Nam Bộ có thể vượt mức báo động 2. Vì vậy người dân cần đề phòng ngập úng nơi trũng thấp. Bên cạnh đó thì do thời gian chiều đạt đỉnh trong ngày lại trùng vào giờ tan tầm, vì vậy người dân cần đề phòng tình trạng ùn tắc có thể xảy ra. Về đêm, nhiệt độ tại thành phố giảm xuống mức 24 đến 25 độ với độ ẩm trung bình khoảng 75%. Còn đối với thành phố Cần Thơ ngày hôm nay thì trời cũng có nắng đẹp vào ban ngày với mức nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Đến chiều tối thì một vài đám mây đối lưu có thể phát triển và gây ra mưa rào nhẹ cho khu vực nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên thì cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh thì người dân nơi đây vẫn cần đề phòng với chiều cường dâng cao vào chiều tối có thể gây ngập úng tại một số tuyến đường như là Đại lộ Hòa Bình, Trần Văn Khéo, Hoàng Văn Thụ, Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Quang Trung. Đồng thời thì nên kiểm tra và gia cố những đoạn đê kè sung yếu như là Cồn Ấu tại quận Cái Răng, Cồn Khương, Cồn Sơn tại quận Bình Thủy và Cồn Cái Khế thuộc quận Ninh Kiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.